Đây nó hơi sai sai á mọi người. Đây là nhà tắm đúng không? Nhà tắm thường thường nó sẽ phải kín chứ nhở. Từ từ để Cao Vui đi ra ngoài. Cao Vui phải đi thử. Mọi người đấy không? Lúc nãy ở cái góc trên này đó, mọi người hãy nhìn theo cái chuột Cao Vui ở góc trên này là nhà vệ sinh. Và Cao Vui nghĩ rằng có thể cái kính này là kính đằng trong nhìn ra ngoài được, nhưng mà bên ngoài không nhìn được vào trong. Nhưng mà khi Cao Vui ra bên ngoài thì nó nhìn được vào trong. Mà còn lại đây là nhà vệ sinh này là không được rồi. Thiết kế này là sai nhá. Và các bạn ơi, vào ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sắp tới á, Hero Team bọn mình có ra mắt một bộ phim về học đường, về câu chuyện của chính bọn mình luôn. Thì các bạn nhớ qua kênh Hero Team để coi nha. Xin chào các bạn, mình là Cao Mui BMG đây. Trước khi xem video này, các bạn nhớ để lại cho Cao Mui một like và một subscribe cho kênh của Cao Mui nha mọi người. Và đây chúng ta lại quay trở về với Blog Mango. Thì trời ơi, Cao Mui có đọc comment đấy các bạn. Thì các bạn có comment là cuối cùng thì em cũng biết BMG là viết tắt của cái gì rồi, các thứ. Thì ngoài những cái đấy ra thì ở cái video mà Bad World lần trước á, bạn ấy có comment là nếu chị muốn game cho nữ không chiến thì em có những game sau. Trời ơi em tôi, trời đất ơi, fan tôi đỉnh quá mọi người ơi, thật sự luôn ý. Đỉnh ở cái chỗ mà có thể chỉ cho chúng ta gọi là những cái game là, và bãi thậm chí còn việt sắp luôn nha mọi người. Đầu tiên đó chính là Free City, thành phố trong mơ. Tiếp theo là Grow With Me, lớn lên cùng tôi. Tiếp theo Skyblock, ngôi nhà trên mây. Tôi bảo mà Skyblock là game cho con gái mà. Đó, Dream City, đảo diệu kỳ, không phải đảo. Đảo diệu kỳ nhưng mà lại không phải là đảo. Ok không sao. Paradise Island, thế giới thú cưng, và Bui Assi là xây đảo. Thì ok, thì Camu sẽ làm video chơi đủ những cái trò này nha mọi người. Nhưng mà đầu tiên chúng ta đến với Free City, thành phố trong mơ. Nghĩ này thôi Camu cũng thấy nó cũng khá là người ta. Thành phố trong mơ đã cảm giác kiểu trẻ còn ra trẻ em người kiểu thành phố trong mơ, chỉ có những cái gì chúng ta mơ ước là chúng ta sẽ có ở đấy á. Thì Camu đang tìm thì đây Free City, thành phố trong nhập vai hành động. Ủa, các môi tưởng nó phải là cái game kiểu gọi là thành phố trong mơ kiểu nó là thành phố trong mơ chứ sao lại là nhập vai hành động, thậm chí còn phiêu lưu nữa. Nhưng mà thôi không sao, không quan trọng là bây giờ các môi sẽ chơi nha. Đó, mở cái lock lên chơi đó, là chúng ta chỉ cần chờ một xíu thôi là nó upload lên đó mọi người. Cái lần đầu các môi vào cái trò này nên là nó phải tải một xíu á, chứ còn thật ra tính xác là nếu mà tính thêm cả thời gian cài nữa thì nó còn lâu hơn. Nhưng mà cái này thì các môi chỉ cần tải game thôi, là còn lock lên thì các môi đã có sẵn trong máy rồi, nên là nó chỉ cần lắc chờ xíu thôi là vào game luôn. Mọi người thấy gì không? Trời ơi, mới vào thôi, cái nhìn cái bên ngoài này thôi tôi đã thấy đẹp nha mọi người rồi. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Ủa, trong đây có nhạc luôn hả? Gì ghê vậy? Cảnh mới cập nhật điều chỉnh cảnh, mặt nạ rồi cái này là cái gì? Cái này là cập nhật à, thông báo cập nhật thôi mọi người ạ. Rồi bây giờ chúng ta vào đây. Đây là thành phố trong mơ, là CL. Ừ đúng rồi, tôi đọc đúng mà. Ok. Và khi mà chúng ta vừa mới vào game thôi thì chúng ta sẽ thấy được một cái thành phố trong mơ. Nhưng mà có lẽ là do trong mơ nên là trời tối, hay là trong đây chúng ta sẽ có ngày và đêm. Chứ còn từ nãy giờ Camu đứng yên một chỗ như thế này là Camu không thấy có ngày luôn nha. Tại sao trong mơ kiểu gì mà ở đây có một cái máy bay bị nhấp vào tòa nhà vậy ạ? Thì đầu tiên là chúng ta cứ theo gọi là thứ tự mũi tên người ta chỉ cho chúng ta như thế nào thì chúng ta vào đấy. Hình như là xây nhà đúng không? Nhưng mà tạo thế nào? À đây, các bạn có thể chọn nhà này. Có nhà sẵn luôn hả? Xác nhận đổi nhà khác, ok xác nhận luôn. Ôi, có sẵn nhà và con ơi, nhưng mà sao không có ai vậy? Alo, có ai xung quanh tôi không vậy? Sao toàn nhà bán vậy? Em có đường nào vào không vậy? Đáng nhẽ ra là khi mà đi ở bên này thì sẽ có một cái đường nào đó để vào nhà chứ nhở. Còn đường vào, ở kia sao cứ tự động hồi hoài vậy? Đây, đường vào đây. Trời ơi, có bếp này, có đầy đủ tiện nghi nha mọi người. Còn lên trên này thì chúng ta sẽ có chỗ làm việc này, phòng này chắc là phòng vệ sinh. Đúng, chính xác luôn, tôi tự nói mà chỉ có chuẩn. Đi tắm được hả? Cho ngồi cái coi. Đi tắm, nhân vật tự động, tự gọi là gì ra, tự cử động nha mọi người, tự cử động nha. Còn tắm đến lúc nào thì Camu không biết nha, chắc là cái Camu phải đi ra mọi người. Đó, tự đi ra là được nha mọi người. Rồi bên này, chúng ta có thể lấy sách cả hay cái gì đây? Camu tại vì Camu thấy một cái mũi tên ở đây nè. Lấy sách đọc được luôn nha, từ từ có zoom lại gần được không? Đây là đọc truyện hay là đọc sách vậy? Đây là đọc truyện đúng không? Tôi thấy này. Đúng luôn, đang đọc truyện tranh nha mọi người. Trời đất ơi, không. Các bạn à, Camu không bao giờ đọc truyện tranh. Những cái sách Camu đọc toàn là làm được sách kinh tế này, đó là sách gọi là tốt cho tâm lý này, là những cái sách gọi là trên trời dưới đất, gió đất hỡi mọi người. Rồi đây không phải gió đất hỡi nữa gì à, là sách những cái kiến thức bổ trợ cho chúng ta việc sau này đấy. Nghe nó phải oanh liệt như thế đúng không mọi người, chứ đâu có thể là mà đọc mấy cái truyện tranh đâu, chứ không phải là đấy, không phải là co lan đâu nha mọi người. Còn bên này là giường ngủ này, Camu có thể bấm vào đây và đi ngủ luôn. Ê, vừa cầm sách vừa ngủ luôn. Đây là đọc truyện
chi ngủ cho mọi người. Không, cái này người ta gọi là trốn mẹ. Thật ra ngày xưa Camui có một cái trò như này là mẹ Camui không cho Camui đọc truyện tranh á. Đây là Camui hay trốn mẹ đọc, và sau đó ví dụ như là kiểu trốn mẹ đọc mà nên làm gì có đâu, thì ở ngoài đường á có cái đèn đường soi vào đúng không, thì Camui đọc cái truyện tranh dưới cái đèn đường này, còn không thì là trốn trong chăn Camui đọc này, và sau đó đấy là nguyên nhân tại sao mà cái mắt Camui bị cận đó mọi người. Thật ra bình thường thì không có vấn đề gì đâu, nhưng mà cứ trốn đọc làm chi để mà bị cận, nên là tốt nhất là chúng ta lên nghe lời ba mẹ nha mọi người. Ba mẹ luôn tốt cho chúng ta thôi, chứ còn thực sự mọi người ơi, mọi người đừng để bị cận, tại vì bị cận nó khổ lắm luôn ý. Từ từ lắm nào để bỏ cuốn sách này ra. Bây giờ em không muốn đọc sách được không, bây giờ em không muốn đọc sách. À đây đúng rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta lên tầng 3 xem nào. Lên tầng 3 chúng ta có cái này gọi là bàn tiếp khách, nhưng mà tiếp khách ở dưới kia rồi cũng có mà. Đây đó, chúng ta có thể gọi là đi ra ngoài này. Ơi có tầng trên kìa chó tung bay. À tầng trên chắc là không có gì đâu. Đó, đây là căn nhà đầu tiên của Camui đó, và chúng ta có thể đổi nhà được nha mọi người. Không hiểu bằng cái magic nào đó nhưng mà chúng ta có nhà miễn phí luôn. Bình thường chúng ta sẽ phải cày cuốc này, xong rồi chúng ta phải làm gì đó thì mới có nhà, thì cái đấy Camui còn thấy khá hợp lý, ví dụ như cả Play Together chẳng hạn đó. Nhưng mà không hiểu sao ở đây chúng ta có sẵn nhà luôn. Trời ơi, vấn đề nhà chỗ như nào, nhà nó đẹp mọi người ạ. Đó, trời ơi nhà. Ok, căn nhà tiếp theo thì chúng ta có cái gì ở đây nào. Ui, có cái bàn ăn này nhìn thích chứ nhờ. Ê, chúng ta có thể lấy được đồ ăn không? Lấy được đồ ăn luôn nha. Rồi ăn như thế nào? Ăn như nào vậy? Hình như vừa rồi là ăn đúng không? Ok, nhìn khá là hay. Rồi, nấu nướng được luôn. Em nấu vừa ăn vừa nấu hả? Trời ơi, em không nấu được nha. Ê, còn cái nhà này thì đây có bể bơi và có thể cho em bơi xuống được không? Tại sao toàn bơi ở đằng trên đấy? Bơi xuống. Đúng rồi, nó phải ướt. Bơi là phải ướt như thế này nó mới đúng này. Chứ còn bơi mình kiểu như thế này là sao? Bơi kiểu không lên nữa trời. Còn đằng sau này cũng có bàn ăn luôn. Ui, mấy cái nhà này đẹp quá ta. Camui sẽ học hỏi mấy cái nhà này để làm gì các bạn không? Để sau này xây nhà. Đó, đúng không mọi người? Sau này chúng ta xây nhà trong Minecraft này, trong các game khác thì chúng ta cũng có thể xây nhà được. Học hỏi là trên hết. Tiếp theo chúng ta đến một cái căn nhà khác. Căn nhà này thì có vẻ như là vẫn đẹp nha mọi người. Nó vẫn là nhà sang trọng nha mọi người. Nó vẫn là những cái nhà sang trọng thôi. Trời đất ơi, nhiều quá vậy, đẹp quá vậy. Trời đất ơi, cái này á, các người chỉ cần có một căn ở như này bên ngoài thôi thì thật sự là nó quá là đỉnh luôn. À đúng rồi, thành phố mơ ước mà đúng không? Trời ơi, thành phố mơ, trong mơ nó phải như vậy. Thành phố trong mơ nó phải như thế này thì mới được chứ. Ơ khoan, ở đây có quần rồi. Ê, cái vừa rồi mở khoai vậy là nó tự động ngồi chứ Camui không hề có ý định ngồi vào nha. Rửa mắt đã. Ui, trời ơi. À đâu, đây là rửa tay mọi người, em xin lỗi em nhầm. Trời ơi, còn bên này là phòng ngủ nè. Rồi, ok. Ủa, có pha cà phê luôn. Em bấm vào coi, bấm vào. Ấy trời ơi, có sáng ngay một ly cà phê. Buổi sáng tỉnh mơ uống một ly cà phê, tỉnh cả người. Nhưng mà cái này là người lớn mà uống nha mọi người. Chứ còn chúng ta thì tốt nhất là uống sữa. Trời ơi, tôi thề với mọi người, tôi thích uống. Nó thế là tao Camui kiểu bị thích uống sữa. Nhưng mà Camui có một sự thắc mắc rất là khó hiểu ở đây, đó chính là tại sao á, bình thường đúng không, chúng ta sẽ chọn sữa không đường để chúng ta kiểu không bị béo quá đúng không, nhưng mà Camui lại thích uống sữa có đường ấy mọi người. Tôi bị thích uống sữa có đường, uống sữa không đường nó cứ bị béo. Thật sự luôn là Camui kiểu khi mà Camui uống sữa ha, thì hoặc là Camui ăn cái gì đó cũng thế thôi, Camui sợ cảm giác, sợ mấy cái mà kiểu cái mùi vị nó cứ bị béo béo, mà trong khi cái loại ít đường thì trời ơi uống nó béo thôi rồi. Nên là bình thường Camui toàn uống có đường, mà có đường thì nó lại béo hơn. Nó hơi phi lý nhưng mà ở vậy á. Ồ, cái nhà này đúng hiện đại, cái nhà đầu tiên đó mọi người. Nhà này có chỗ gọi là gì ta, chỗ để xe ở tầng hầm này. Chúng ta có đi xuống tầng hầm được không? Anh ơi mở cửa anh ơi, nhà em mà sao lại không mở cửa? Nhà em muốn mở cửa. Rồi ok, chúng ta cùng vào nhà gọi là hiện đại nhất xem nào. Trời ơi nhìn nó sang nhở. Ôi trời ơi nó sang. Trời ơi nó đúng sang quá đó mọi người. Thật sự luôn đấy. Còn bên này là chỗ phòng ăn này, có tủ lạnh. Ê có tủ lạnh có đồ không, có mở được không? À, tủ lạnh không mở được mọi người ạ. À. Ê em không muốn ngồi, từ từ em muốn đi tham quan. TV này cũng xịn nha. Rồi trời ơi cái nhà này thiết kế nó kiểu thiết kế theo độ thoáng đã. Và thật sự luôn là Camui rất là thích những cái chỗ nào mình kiểu nhìn thoáng. Nhưng mà mới tội như thế này thì nó không đúng nha. Cái này lại ngồi. Cái này nó hơi sai sai á mọi người. Đây là nhà tắm đúng không? Nhà tắm thường thường nó sẽ phải kín chứ nhở. Từ từ để Camui đi ra ngoài, Camui phải đi thử. Và đây là điều tôi nghĩ ra thì nó cũng gì nó cũng đến đó, chính là mọi người đấy không, lúc nãy ở cái góc trên này đó, mọi người hãy nhìn theo cái chuột Camui, góc trên này là nhà vệ sinh. Và Camui nghĩ rằng
Có thể cái kính này là kính đằng trong nhìn ra ngoài được, nhưng mà bên ngoài không nhìn được vào trong. Nhưng mà khi Zekamui ra bên ngoài thì nó nhìn được vào trong. Mà con ạ, nên là nhà vệ sinh này là không được rồi. Thiết kế này là sai nhá. Đó, thiết kế như này là lộ hết người ta bây giờ. Trời ơi, thành phố trong mơ thì ở đây là ngay. Ủa, trong mơ kiểu gì mà tôi thấy một cái căn nhà hoang nhỉ? Đó, kìa, kìa. Tại sao mở đầu lại là một căn nhà hoang? Ủa, và thường thường những cái nơi mà nhà hoang thì sẽ được các bạn ấy gọi là vẽ, cái này người ta gọi là vẽ graffiti. Camu chỉ biết đọc thôi, còn viết chính xác như nào thì Camu không biết, nhưng mà thường thường là sẽ như thế. Và tại sao lại có một xe cảnh sát ở đây vậy? Mà vấn đề là ở chỗ là xe cảnh sát này nó bị hỏng. Thành phố trong mơ hay thành phố tội phạm vậy? Ủa, đây là trong mơ mà đúng không? Trong mơ mà đúng không? Cái chỗ này là chỗ chơi thể dục thể thao này, còn cái chỗ này thì sẽ là cái chỗ bãi gửi ô tô đó, hoặc là bãi gửi xe gì đấy cũng là cũng đúng thôi. Hoặc là do hay chúng ta có phải mở cái gì đó ra để kiểu để kiểu mở online không mọi người? Nhưng mà tao nghĩ cái game này là game online rồi mà. Parkour Play to Get. Parkour Play to Get. Em đọc nhầm, trời ơi, kiểu các muốn bị lú game mọi người. Làm tôi hết hồn, tôi cứ tưởng là tôi sẽ gặp Play to Get ở trong Blockman Go chứ. Trời ơi, hết hồn má ơi. Hết hồn thật sự luôn á. Tiếp theo là bệnh viện này, bệnh viện cũng hoang lốt luôn trời. Nên mọi người, chúng ta có thể đặt lại tên của cái thành phố này đúng không? Đây là thành phố hoang. Trời ơi, đây là thành phố hoang. Thành phố hoang. Đây có phải trong mơ đâu trời. Khi mà chúng ta mơ á thì thường thường chúng ta sẽ mơ chúng ta sẽ gặp một mình thôi. Ê cái tòa nhà mà bị ô tô đâm kia kìa. Đó. Và thường thường trong mơ thì những cái gì mà nó là chúng ta không nghĩ đến thì nó sẽ xảy ra mọi người. Tại sao không cho vào vậy? Em muốn đi vào. À chắc là chờ ban đêm mới vào được. Thường thường những cái gọi là club như này á, thường thường nó sẽ mở ban đêm mọi người. Đây là tiệm làm tóc này, hair salon. Đó, tiếp theo là chúng ta đến với tiệm quần áo. Tiệm quần áo này thì nhìn quần áo phèn quá mọi người. Nó còn không đẹp bằng cái bộ đồ Gamu đang mặc nữa. Trời ơi, bộ quần áo nhìn phèn quá. Nhưng mà không sao, thành phố trong mơ mà. Thành phố trong mơ thì ở chỗ này là sẽ là chơi game, khu chơi game này đó. Ủa xây. Nhưng mà thật ra nhìn bộ này nó không ngầu lắm á mọi người. Dạ vì kiểu Camu đã chơi ở bên Bad World rồi. Và Camu đã thấy những cái bộ đồ mà nhìn nó ngầu hơn. Nên cái bộ đồ này nó cũng bình thường thôi à. Tại sao không cho một chúng ta một cái xe nhở? Có cái thử vào ba lô xem nào, chúng ta có cái xe không? Có xe ô tô không? Có súng không? Đi máu chiến vậy, đúng là hành động có khác mà con ơi. Máu chiến vậy. Thôi thôi em đi. Em đi xe mọi người, em đi xe. Đi nào ta, sử dụng nào. Sử dụng đấy. Nó phải như thế này, nó phải như thế này. Trời ơi, đấy nó phải như thế này. Nó phải tăng tốc được như thế này chứ. Tức là đây là cái tốc độ ván trượt thôi nha. Nếu mà chúng ta có xe ô tô thì chúng ta còn đi nhanh nữa mọi người. Đây này, cái mấy cái cây mà còn lá màu vàng này. Và bây giờ trời sắp tối đến nơi rồi. Ơ, cái máy bay này sao ở đây này? Ôi, để xem đây là chỗ cảnh sát mọi người ạ. Nhưng mà khoan, chừng 2 giây mọi người. Hình như tôi thấy cái gì đó mọi người. Mọi người thấy mấy cái vết đạn đây không? Rồi chưa kể tự nhiên đồn cảnh sát mà lắp mấy cái hàng rào này chi? Ủa là sao? Hay là đây vừa là thành phố hoang vừa là thành phố đại dịch zombie, tối đến sẽ có zombie vậy mọi người. Ủa, đây là thành phố gì mà ghê dữ vậy? Đúng rồi, trong mơ có rất nhiều kiểu nó gọi là gì ta, chuyện gì cũng có thể xảy ra mọi người. Alo. Má ơi, đáng sợ quá vậy. Từ để em đi xuống dưới này, coi em đi các đi ra này. Đó, xong rồi chúng ta sẽ chờ ban đêm thử xem là có zombie xuất hiện không nha mọi người. Rồi xong rồi còn răng mấy cái này nữa trời. Đó, nhìn mà đáng sợ vậy. Đừng mà, thành phố trong mơ. Em muốn một thành phố đầy những màu hồng, xong rồi các làng công chúa đi xung quanh. Xong rồi chúng ta sẽ thấy được ngựa gì, ngựa một sừng nè, rồi ngựa bảy sắc cầu vồng nè. Xong rồi chúng ta sẽ có những đám mây bằng kẹo nè. Xong rồi chúng ta sẽ có thấy. Đó, đấy là mới là thành phố trong mơ chứ đây có phải thành phố trong mơ đâu. Ôi rồi. Rồi nói chung là ở đây chúng ta cũng có quầy kem nè, xong rồi ở đây chúng ta cũng có chỗ kia là quầy này, chỗ này là kiểu quảng trường này. Ủa, tôi tưởng chỗ này là nước chứ hóa ra không phải nước hả? Trời ơi, làm hết hồn ba ơi. Rồi cái chỗ này là cái chữ gì? Blockman Go Bank ở ngân hàng. Đây, chỗ để làm gì rút tiền đó mọi người. Nhưng mà nhân viên đâu trời. Mặc dù có thể nói là trời tối thì nhân viên đi về nhà hết. Nhưng mà rõ ràng sự thật từ nãy giờ chúng ta không thấy một ai hết. Thì làm sao mà bảo bây giờ ơi trời đất ơi. Thành phố hoang, oh my god. Đáng sợ mọi người. Rồi, chúng ta cùng ngồi xuống. Từ từ Camu bỏ hết những cái món đồ đấy đi. Đó,
chúng ta cùng ngồi xuống và chơi gọi là, tham cũng chả biết cái trò này gọi là gì, nhưng mà thật sự trên lần trước tham cũng có ngồi thử rồi á và chơi rất là vui luôn. Mỗi tội nếu mà chơi nhiều thì nó sẽ chọc mặt đấy mọi người, nên là chúng ta đi thôi đó và chúng ta cùng thử xem. À, có xe nha bà con, có nha, có nha, chúng ta có thể đổi xe, đổi xe nào. Nó nè anh chó, cái lấy xe này mấy bạn nam thích lắm luôn này, kiểu nó bị ngầu á. Còn xe con gái thì chúng ta thường thường hay chọn xe này, và ở đây chúng ta có cả xe đạp luôn. À, xe đạp thì hay nè, có hẳn xe đạp màu xanh luôn nha, rèn. Còn cao chua chúng ta hình như là không, nhưng mà không sao, trời ơi, nhìn cũng hay lắm chứ bộ, đúng không? À, chúng ta được có sẵn đồ luôn này, không phải mua luôn nè mọi người. Đồ có sẵn đây, trời ơi, nhìn cái áo, à, nhìn cưng chưa nè. À, có cái áo màu xanh nè, cái quần màu xanh này đó, con cái này đẹp nha, cái này đẹp này, được này. Ơ, à, con đồ caro màu xanh mà không có nốt cái caro màu xanh nhờ. Tiếp theo nữa, trời ơi, có tóc không? À, có mũ nè, ơ, có mũ này cô tê dê. Oh my god, đồ này cô tê nha mọi người. Chúng ta có thể đổi tóc được nè. Ô, có tóc, ôi, có tóc màu cam nè mọi người ơi. Tại sao ở trong shop không có hả? Cái này là của Siro nhưng phiên bản là nữ nè mọi người. Oh my god, Siro. Bình tĩnh, còn đây sẽ là tóc cai này. Đó, nhưng mà Camui đội mũ che mất tiêu rồi. Đây là Camui sẽ lấy cái này. Đó, từ. Đấy, Camui đây này. Đó, hello. Nhưng mà Camui thích cái mũ này nên Camui sẽ đội vào. Rồi chúng ta mặt. Rồi chúng ta có mặt. Ai ẹ ở chắc. Ok, rất là cute luôn đó mọi người. Kính này không? No. Kính này cute hơn tại vì nó có màu xanh. Ta muốn nghĩ kính này là nó sẽ dành cho những cái kiểu Giáng sinh nhá mọi người. Còn đây sẽ là những đồ vật cầm tay à, đâu hay là cái cánh. À, cái ở đằng sau á mọi người, nhưng mà những cái này thì Camui không thích lắm đúng không ta? Đằng sau cái này nó chỉ là kiểu ba lô bình thường thôi, nó không hợp với bộ đồ á mọi người, nên bỏ ra. À, tiếp theo là chúng ta sẽ có thay đổi da được nè, xong rồi à, mặt này mọi người ơi. Nhưng mà mặt ở đây thì nó không gọi là gì ta, không đẹp lắm á mọi người. Nhưng mà được cái là sao, đó chính là miễn phí. Đồ ở trong đây là đồ miễn phí, chúng ta có thể thay đổi được đó mọi người. Và ở đây chúng ta có rất là nhiều thể các loại đồ nha. Nhưng mà Camui chót chấm gọi là gì ta, Camui chót thích cái gọi là gì ta, cái áo này rời á mọi người. Nên là đó. Còn ở đây là chúng ta sẽ có những cái nghề nghiệp này. Ờ, cái này chúng ta có thể vào đây chơi cùng với bạn bè cũng được này. Hình như ở đây là cái thắt lưng này bỏ qua đi chờ. À, cái này là thắt lưng nha. Ok, và đây chính là nhân vật của Camui nè. Trời ơi, nhìn cô tê chết thì được luôn á trời. Đặc biệt sự lắm, cái mặt lên là con nước nước, nó có thêm một cái núm á mọi người. Nhìn đáng yêu, rất là đáng yêu. À, đúng là thành phố trong mơ, chúng ta có thể làm những cái. À, Camui có hẳn cái vai trò ở đây này. À, nãy giờ Camui chưa nhập vai trò đúng không? Ok, và chúng ta có thể hello, hi. Tiếp theo đồng ý, gật. À, đúng, sao nó sẽ gật, từ chối sẽ là lắc. No. Đó, gục ngã. Ôi không, từ, gục ngã. Ôi không. Còn mặt buồn nó sẽ là à đâu, đây là thất vọng mà. Đây rõ ràng là biểu cảm thất vọng mà buồn. Cũng một phần đúng, là khóc. Rồi tạm biệt là bye bye. À đâu, bye bye. Ơ, cô tê chưa đi trời. Vui vẻ nào. Các bạn nghĩ cái này có mới là vui vẻ, còn cái này mới là cười to này thì nó hợp lý hơn đó mọi người đúng không? Ok, giận nè, giận. Cái này nếu mà có thêm mấy cái lửa nữa vào thì nó đúng đẹp luôn đó mọi người. Rồi bắt tay. Hi. Đó, chính xác luôn. Còn chỉ tay. Ê, nhìn nữa kìa, nhìn đằng kia kìa mọi người. Đúng, chính xác luôn, giơ tay. Ôi không, tôi đã bị bắt. Oh my god. Quá giơ tay với bị bắt nó khác nhau. À, đúng rồi. Ôi không, tôi đã bị bắt là mới trong đoạn đầu là chưa bị bắt nha. Còn bị bắt là chúng ta sẽ bị còng tay sau lưng. Đó, khổ thân, đáng yêu sẽ là nhân Ichini san nha. Arigato. Ok, tiếp theo. Ôi, chúng ta có nhiều hoạt cảnh lắm nha. Rất là hay luôn. Làm đúng. Rất là hay. Thế mà ôi ok, và đó là Camui khám phá lần đầu vào thành phố trong mơ. Thì em xin đính chính lại, đây không phải thành phố trong mơ. Đây là thành phố hoang. Và cũng vẫn là đúng là trong mơ thật. Tại vì chúng ta có đồ, thực ra chúng ta có đồ miễn phí này, chúng ta có những cái hoạt động này, xong rồi chúng ta có thể làm được những cái chức năng mà kiểu có, chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ ở trong cái thế giới này. Nhưng mà không có người.
Tôi chơi một mình á mọi người. Dù luôn từ nãy giờ chưa thấy một móng người nào luôn á. Rồi. Ok và ok bye bye. Và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn biết lần sau. Và lần sau thì Camu sẽ chơi trong cái list của bạn kia cho mọi người. Chứ còn thành phố hoang này em đáng sợ lắm. Em kiểu ở đây một mình lẻ loi. Ví dụ bét hoa thì còn có người. Chứ còn đây một mình nó cũng đáng sợ lắm. Chứ khổ đúng không? Ok và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye. Và nhớ subscribe kênh này cho Camu nha. Và bye bye.